đây thì cái mà Harry rất là muốn con mình có là đó là cái đầu. Thật ra thì mình rất là tại vì mình rất là thích cái não của anh Thành á, rất là thông minh, rất là nhanh. Thì Harry rất là muốn là con mình có thể học hỏi được những cái não của ba mình và nhanh trí và cái gì cũng có thể giải quyết được và học ngôn ngữ rất là giỏi. Đó là những cái gì mà Harry rất là mong muốn. Còn thứ hai thì Harry cũng bàn với anh Thành đó là nếu mà sau này mà mình có con là cho nó phải học đàn. Bất kỳ gì cũng được phải cho nó học đàn một cái để có thể là bé đàn xong rồi thì hai vợ chồng thì có thể là ca hát với nhau chẳng hạn. Nói chung là rất là muốn là đứa bé nó có não giống chồng mình với lại đánh đàn được. Đó là cái hai cái mà anh rất là muốn ạ. Cách giờ tôi đã nói nó làm như chỉ có mình chồng nó có cái nào đó. Dạ cảm ơn vợ. Thật ra tôi thì lại thế này, con tôi alo tôi chỉ muốn con tôi có một cái điều này trước tiên á, dĩ nhiên mà để mà nói mà cháu mà luôn luôn mà lanh lợi với bố mẹ thì được vậy thì cảm ơn rồi vâng, nhưng mà mình nói cái mình cần nhất á ở một đứa con tôi muốn cái điều mà quan trọng nhất với tôi, không có điều đó với tôi là không được, đó là sự nhân hậu. Thưa quý vị, trí thông minh là trời cho nhưng lương thiện là lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn để lương thiện. Cho nên tôi muốn con tôi nó nhân hậu và nó sống để nó mang được điều tích cực thì tài năng gì cũng được. Chỉ có một câu và một chút nói chuyện ở phía dưới, đó là trên sách quay thì anh trước thấy đó là anh Thành luôn luôn chăm sóc chị Harry, bóp chân bóp tay, còn cái nhà thì sao hay là ngược lại thì sao? Anh tự bóp chân bóp tay mình và đã nói dữ. Yeah. Nhưng mà thế này thưa quý vị, tôi nghĩ là có một cái người này mà tôi cũng muốn phỏng vấn trước khi quý vị đặt thêm câu hỏi, đó là anh Ba Ngọc Sơn. Giám khảo Ngọc Sơn đã tham gia có một số thôi, nhưng mà tôi nhìn thấy là anh ấy rất là phấn khích và rất là yêu những cái bé và có nhiều xúc cảm, đúng không anh Ba? Thật sự. Cho nên tôi cũng muốn anh Ba chia sẻ một tí cái cảm xúc của anh khi mà anh tham gia với cái làm giám khảo khách mời lần trước ạ. Thưa quý đại gia đình, tức là toàn thể là Ngọc Sơn ngồi nghiên cứu, Ngọc Sơn rất yêu các bé, rất là yêu. Cho nên là ngồi nghiên cứu, Ngọc Sơn đã thấy bắn qua cái bong bóng, rồi bắt nằm, rồi nhảy qua đầu, gì biết hết, thuộc hết. Rất mê tài năng nhí, siêu tài năng nhí mà mình ước cũng thực sự. Ngọc Sơn nói dụ sao cái chương trình mà ước gì mình vào thì mình chấm nó vui nha. Tại mình yêu lắm, có cái tình yêu sẵn rồi, mình dễ nói thêm đó. Chuyện này rất nhiều chuyện để nói. Thì khi vào xem thì không ngờ là những cái cả nhà thấy nó Ngọc Sơn có thể xứng âm nghe tất cả các nốt và thuộc từ nhỏ, từ trong các cung đờn mà thuộc mọi thứ hết trơn và thuộc sạch tất cả âm nhạc, và thấy những cái điều gọi là những cái trên báo chí ghi ra, đọc trên mạng vẫn chưa ghi ra nhiều cái điều bí kíp của âm nhạc. Ngôi trường Ngọc Sơn nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, nhưng Ngọc Sơn thấy các siêu tài năng nhí đây là những thiên tài, những thần đồng, không ngờ bắn cung có thể mà vào thẳng vào chỗ này chỗ kia xong mà dữ dội vậy. Thế nên Ngọc Sơn tin là mỗi con người chúng ta, như tất cả chúng ta đây đều những người công nhân, Ngọc Sơn nhìn thấy là có tâm đức nhân tâm và đôi khi những có thiên tài bên trên nữa nhập vào chính những con người đó để mà đưa ra những yếu tố tích cực và những yếu tố nó cực kỳ lạ lùng, và Ngọc Sơn rất hồi hộp. Ngọc Sơn ngồi dưới ngồi, Ngọc Sơn không phải là giám khảo bình thường mà là ngồi chiêm ngưỡng em hả, chiêm ngưỡng và rất hạnh phúc khi thấy sự thành công của các bé, và ngay trên cái đất Việt Nam mình, người Việt Nam mình rất tình cảm và rất tuyệt vời. Ngọc Sơn cảm ơn chương trình đã cho phép Ngọc Sơn tham dự chương trình. Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn Ngọc Sơn, cảm ơn Chính Thần ạ. Dạ, thì dạ. Chị Harry ơi, cái 5 triệu đấy chị để bên này thì nó rõ. Em để bên này thì tên hứa thác mà. Bình tĩnh đi, đứng một lát nữa chơi đi rồi giờ anh sẽ trả mà. Là ở đây đúng không? Bà mang quốc có chạy đâu, kịp mình với em. Rồi bây giờ cháu tay thật lớn.